Tổng kết tình nguyện ngày hôm nay là hướng dẫn các bạn bài sang một bài là điện từ vào đâu. Trước khi vào tiết học thì các bạn ta sẽ cùng phải đọc làm bạn cả lớp các bạn bàn tay bạn. Trò chơi này có tên là ai thì giỏi nhất. Các bạn, thầy giáo mời bạn Hà. Em hỏi thì là đấu các từ có ý nghĩa cây đồng ở cột A với các từ ở cột B. Em hỏi rồi. Nối cột A với cột B là cột nhà. Nào, thầy giáo mời bạn thầy giáo Ngã Cú Bồng. Thầy mời Trang. Thầy là Ngã Cú Bồng với mẹ. Nào, thầy giáo mời Thanh nhận xét nào. Câu trả lời của bạn. Lớp cho hai bạn nhận tay nào. Cha là thầy. Nào, thầy giáo mời bạn Hiếu. Em bố. Em ngồi xuống. Ai đồng ý viên của bạn? À rồi, các bạn đồng ý chung. Các bạn nhận tay nào. Cha, thầy, nói bố. Rồi, tiếp. Xe lửa. Đối với nhà thầy mời lớp Đức đã phải ngoài xét có bạn nào có gì khác không? Thầy phải chỉ ý kiến của bạn đúng nhà. Và cuối cùng thì hùng và cọ thì đối với người em rồi đố bạn nào biết và B. Cái này người ta gọi là những từ gì? Thầy mời bạn ơ thì giờ hỏi bạn Quyết Anh. Nhất là những từ này có nghĩa gần giống nhau và giống nhau. Bạn được gọi là từ gì em? Từ nào thầy mời bạn Thu Hà nào. Những từ này gọi là từ này gọi là từ đồng nghĩa. À đúng rồi, cả lớp cho bạn này có tay à. Các bạn thấy là từ đồng nghĩa là từ như thế nào? Nào ai biết nào từ đồng nghĩa là từ như thế nào? Ai nêu lại nào? Thầy giáo mời bạn ơi giáo bài tiền nào? Có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nào? Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài này là luyện tập về từ đồng nghĩa. Thầy giáo mời các em lấy sách ra. Chúng ta sẽ đi vào bài luyện tập về từ đồng nghĩa. Luyện từ và câu còn đi đây. Khi nào luyện từ và câu okay. Luyện từ và câu luyện tập và từ đầu tiên là bút chì tẩy chống nhạc ra hoàn thành các bài tập.
Như vậy là qua mình phải đọc cái trò chơi là ai ai nhanh hơn thì giờ thấy là các bạn nắm được kiến thức vậy và làm rất tốt thì giờ ta sẽ chuyển sang phần luyện tập và từ đồng nghĩa bây giờ thì đám mời các em sẽ phải tập một chút nào thầy mời bạn thầy mời bạn Vân nào Vân đọc thế nào yêu cầu bài tập số 1 mà lớp suy nghĩ rồi thầy đã biết xem bài tập số 1 yêu cầu chúng ta làm cho từ đi học thay cho bông hoa trong bốn hành ngữ dưới đây từ cần tìm đồng nghĩa với từ in đậm trong bốn hành ngữ lớn nơi ước được yên lành rồi làm em một xuống thầy mời bạn ngoài ngoài đọc lại yêu cầu của cả lớp là được em nhìn trên bàn học được à đây là cái gì chúng ta là từ cần tìm đồng nghĩa với từ yên tâm trong cái thành ngữ là các từ nghĩa lớn là nơi là bước là yên là lành đúng nha vậy thì bài này chúng ta người ta yêu cầu ta phải làm gì ạ nào chúng ta phải làm gì em nào ở trong sách giáo khoa các từ yên tâm thì sao nào từ yên tâm thứ nhất ta sẽ cùng làm cả lớp luôn nhá. Nào, từ yên tâm thứ nhất nào. Lành, lành, được nha. Được chưa? Vậy thì từ nào là từ đồng nghĩa với từ lành? Trong các từ ở trên này, được nha. Được chưa? Thầy mời Đăng. Lành, năm lành tháng. Tốt, Đăng chọn là tốt. Rồi, đúng chưa em? Rồi, ta mời gặp Đăng rồi chưa? Thầy giáo mời chúng ta đến cái từ yên tâm thứ hai là từ trong sách giáo khoa là từ yên đúng không? Thầy nghe nào? Nào yên thì từ nào từ yên tâm từ đồng nghĩa từ yên. Thầy mời con thầy giáo mời Huy nào? Trời yên biển lặng. Vậy thì cặp từ đồng nghĩa từ nào nhỉ? Lặng. Lặng và gì? À đúng rồi. Rồi là mày một sửa. Tương tự như vậy thầy giáo mời em hoàn thành các câu còn lại để chơi vào trong vở rồi thời gian này em là 2 phút thời gian bắt đầu Năm
5 lần 7 lần lượt. Rồi, thầy mời bạn Tăng. Cô đi. Đi đi. Cầu được. Ước thầy. Rồi, câu cuối cùng. Thầy mời cơ thể đáo của mình xin minh. Đi đến đời. Rồi, bạn nào thầy giỏi thầy biết các cái từ ghi tập này người ta gọi đấy là những cặp từ gì? Thầy mời bạn. Ừ, là vậy bạn ạ. Bạn là Trúc. Các từ ghi tập này người gọi là các cặp từ. Người nghèo. Rồi, tốt, thầy làm nhất trí. Nào vậy bạn nào có thể biết là em hiểu là đi đến nơi và đến chốn có nghĩa là gì? Nào ai lại hiểu đôi theo mình? Không phải là không đi là cả. À đi, chúng ta không phải đi là cả. Thế thôi, đúng nhá. Các câu thành ngữ tục ngữ này thường là dùng để khuyên chúng ta cái điều gì đó, đúng chưa? Như vậy là trong bài tập 1 chúng ta đã hoàn thành bài tập 1, có bạn nào có ý kiến khác không? Rồi, bây giờ thầy giáo mời bạn đọc lại thầy giáo các câu thành ngữ trong bài này. Thầy mời bạn Thức Anh. Nào, đen, đen. Thầy lành thành tốt, sáu biết biển mạng, đã to mùa lớn, 5 lần 7 lượt, có lượt tự thấy, đi đến nơi về đến chốn. Em cho thầy giáo biết trong câu B đâu là cặp từ đồng nghĩa. Trong câu B đâu là cặp từ đồng nghĩa. Em xin thầy là... Ai giúp ạ? Thầy giáo mời Lâm. Lâm. 5 lần 7 lượt, đâu là cặp từ đồng nghĩa? Thế kéo? Bạn Lâm chưa chú ý nhưng mà tôi gọi là bạn có tay hiện ra thì đó vậy bạn. Thế anh nhắc lại thầy nào, cặp từ đồng nghĩa là? Đúng rồi, em ngồi xuống. Có bạn nào có thắc mắc gì về trong bài tập số 1 không? À rồi, chúng ta chuyển sang bài 2 nhá. Rồi, giả mời các bạn chuyển sang bài tập số 2. Thầy mời các bạn đọc với giáo bài tập số 2 và lớp thì giáo biết xem bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì. Bây giờ thầy mời bạn Vũ Bảo đọc giáo bài tập số 2. Thì gì có nghĩa với mỗi từ ý đậm thăng cô đã thơm dưới đây. Góc sơn ngon nhỏ mới xây, chờ chờ em đứng lên này em chơi. Thấy trời xanh biếc mây mơ, cánh cỏ trước trắng trên sông kim thầy, kim thầy. Trần đang qua, có nghĩa là em ngồi xuống. Nào, bài này chúng ta làm gì? Thầy mời bạn, thầy giáo mời bạn Thu Hà, Hải Hà. Ai ngồi xuống? Nào, thầy giáo mời bạn, Minh nhỉ? Công Minh nhỉ? Có giải thích từ ghi tập đâu? Nào, ghi tập bài nào? Ở đây có 3 ghi tập này, những từ nào? Rồi, bây giờ thầy giáo mời các bạn sẽ thảo luận nhóm đôi. Được chưa? Chúng ta hoàn thành bài tập này trong khoảng thời gian 2 phút, thời gian bắt đầu. Thầy là nhỏ bé, anh là bé
rồi nha, rồi được không? Được, đúng nhỉ, có nghĩa gần giống nhau là được. Nào, thầy mời bạn Công Minh. Nhỏ xíu, vân vân. Rồi đây, các từ đây. Nhỏ có nghĩa là, nho nhỏ có nghĩa là gì? Thì nó là nhỏ, đúng không? Vậy thì các từ nó là nhỏ bé này. Bé nhỏ này. Bé bé này. Các bạn thì mình nhìn thấy được từ nhỏ xíu, đúng không? Rồi, cũng được. Các bạn nhìn thấy không? Ít nhất là 3 từ như này thôi, phải chăng? Vậy là các bạn làm tìm rất tốt, đúng không? Ta sang từ thứ hai là từ chung. Nào, chung ở đây có nghĩa là gì? Các bạn đã biết chung ở đây có nghĩa là gì? Chung cái hiểu nghĩa của nó là gì? Thầy mời Minh Duy. Chung ở đây có nghĩa là gì? Dùng cái bộ phận nào? Nào, trên cơ thể mình. Thầy mời Đan nào, các ngồi xuống. À, dùng cái mắt để quan sát, để nhìn, đúng không? Thì gọi là gì? Chung, rồi. Vậy thì chung ở đây nó sẽ đồng nghĩa với những gì nào? Thế nào, mời bạn Diệp tìm ra từ thứ nhất. Coi, đúng rồi. Đây là từ đó, mời bạn lớp mình rất là nhiều bạn giải đạt nào. Thấy cũng được không nhỉ? Thấy thì không phải tao nhỉ? Thấy phim à? Thấy không phải đúng nhỉ? Thấy thì không phải đúng nhỉ? Thấy không được, nào. Chí được. Không phải thì bắt thì có thể mất cái gì vậy? Cái này rồi. Em phải ơi. Từ tên giáo thành. Em thì là non. Non đúng rồi, non đúng rồi, đúng rồi, non đúng rồi. Non đúng rồi. Linh thì linh. Liếc liếc. Được không? Được, liếc liếc được nhỉ? Cái từ liếc là hay đấy, không có cho nó bán ở đây. Cái tính quan điểm là thì trông nghĩa là hoạt động bằng mắt quan sát và nhận được nhảy, thấy chưa? Các từ đó là nhìn nè, thấy chưa? Cái từ xem này là chưa nào có đúng không? Coi, đúng rồi. Liếc, liếc được không? Được, vân vân. Ngồi, liếc được. Bạn gì mà? Tốt đấy. Nhìn xem coi liếc. Được không? Xong chưa? Rồi, chúng ta chuyển sang phần cái từ tiếp theo là từ. Rồi, bên mông của nào biết nghĩa nó là chỉ gì? Nào, thì đã mời chúng ta bước vào. Độ rộng, nó chỉ độ rộng. Không nhỉ? Bên mông là biểu thị để dùng để chỉ độ rộng. Rồi, vậy thì những từ nào sẽ từ đồng nghĩa từ mây mông? Đó là bạn Vũ Hà. Bao la. Rồi, bạn Tiến Minh. Rộng lớn. Rộng lớn được không nhỉ? Được. Nào, thầy mời bạn Vũ Bảo. Em thầy là bát ngát. Bát ngát. Kỳ Linh. Em thầy là to lớn. To lớn. Tốt, đúng nhỉ? Các bạn tìm được đúng nhỉ? Các bạn tìm ra ba từ đúng không? Từ nữa. Còn từ nào nữa nào? Thầy mới thành. Em thầy thanh thang. Thanh thang, đúng rồi. Xem, từ nữa nào? Cao lớn. Cao lớn thì khả năng nó hẹp hơn, nhưng mà cũng được, đúng nhỉ? Rồi, thì các từ người ta dùng là ở đây là đấy, bạn nhìn vào từ này thang nhất là cái bảng bao la bát ngát thình thang, được chưa? Đấy, thấy gì? Nào, thì dám mời bạn đọc này, thì dám nào. Có bạn nào theo cái bài nào của em à? Thầy mời bạn Thu Hà. Nào, đồng ý với từ nhỏ nhỏ. Em đọc thì dám nào. Tiếp, đồng ý với như vậy đấy, các bạn có từ ngắm khác với đáp án từ này, đúng không nhỉ? Rất tốt, nhiều bạn có đáp án khác, nhưng mà đấy chính là những từ đồng nghĩa. Nhà bạn xin cầm thêm về từ đồng nghĩa nhé.
Rồi, bây giờ mời các em chuyển sang phần tiếp theo, đó là bài tập số 3. Bài tập số 3, thì giáo mời các em quan sát vào trong sách giáo khoa. Và trong sách bài tập cũng giống y chang phải không? Nhưng mà các bài tập là bài 1. À, các bài tập nó sẽ là bài mấy ạ? Bài 4. À, bài 4, rồi, nào. Bài 3 bài 3 bài 3 nhé. Bây giờ mình sẽ đọc bài số 3 trước nha. Nào, bài 3 sẽ đọc 3 trước được chưa? Nào, thầy mời Vân đọc giáo bài 3 sẽ đọc 3 nào. Rất là mời thầy cho bài 3 ở đúng cầu đi. Thầy, chọn từ trích hợp trang thì đọc lơ để hóa để thành phần 3 nào. Tôi đi làm kết. Ở trong mặt Vân người ta cho mấy từ các em? 3 từ. 3 từ, đúng rồi 3 từ. Các em lựa chọn từ phù hợp để các em điền vào sao cho nó đủ nhanh. Bây giờ thầy giáo mời các em sẽ tự làm việc cá nhân. Con thảo luận với tôi đi. Các em thảo luận với tôi các em làm bài tập số 3 nhé. Và các bỏ bài tập. Thầy ra dành các em vào khoảng 3 phút thời gian bắt đầu. Thầy mời
Diệp, Diệp đọc thầy nào. Nào, nghe nhá, xem đúng không. Bình minh buổi sáng
ước như thế, hoặc là là đấy là những tập từ mà nó là từ đồng nghĩa được chưa? Này, mày về nhà bắt cái bài này nha. Mày đi qua bài ngày hôm nay, người ta luyện tập cho mình là bài từ đồng nghĩa. Bạn lưu ý này, bài tập số 1 là người ta tìm tập từ đồng nghĩa được chưa? Các bài tập còn lại người ta bài tập từ là tập số 4. Tập số 4. Thì các em lưu ý, chúng ta sử dụng từ đồng nghĩa là sao cho phù hợp, được chưa? Đó. Bài này ta dùng bài đấy, được chưa? Bây giờ nhắm vào các em chuyển sang cái khác. Ô, chúng ta sẽ sang tiếp tiếng Việt tiếp theo.